Chào các bạn, ngày nào mình dành đôi tiếng để xem tình hình Covid như nào. Đây, đây mình vừa có một công văn. Tất nhiên nhìn thấy hơi mờ mờ của thị trấn Chủ đưa về gia đình những thông báo. Thôi cái này chắc xã nào, huyện nào, tỉnh nào cũng có những cái này rồi, chắc mình không nói lại nữa. Thì cập nhật mới nhất, Việt Nam mình bây giờ 12 người đã nhiễm. Cái này chắc các bạn đều biết rồi. Và trên thế giới bây giờ đã là hơn 800.000 ca nhiễm và hơn 40.000 ca chết rồi. Thì hôm nay mình lại quay trở về với làm cây cảnh. Vậy làm cây cảnh chúng ta thay chậu thay đất, khi nào chúng ta cần tưới, nên tưới, tưới lúc nào? Nếu như mình trồng cây dưới thì mình vẫn nói về dưới, bởi dạo này các bạn lấy dưới của mình nhiều. Cây phôi thì 3-4 ngày, mấy ngày sau cái xe chúng ta mới trồng. Và trồng xong chúng ta chưa tưới ngay. Còn những cây nào mà chúng ta trồng chúng ta tưới ngay cũng chẳng à cây nào chúng ta mang về cho trồng ngay, chúng ta nhằm mục đích để cho đỡ khô thân thôi, đưa vào cho nó bảo vệ. Thì đây là một cây sim, mình thay đất từ hôm kia, chiều tối hôm kia. Thì hôm qua mình đã quay lại cái bông hoa. Khi mình thay đất sau thì bông hoa nó chưa nở, và hôm sau nở bây giờ nó đã rủ xuống, chứng tỏ là cây này đã khô. Tức là mình sau khi mình thay đất từ hôm kia, hôm qua một ngày, hôm nay là 2 ngày, quả được sắp được 2 ngày, tức là 48 tiếng đấy, quả trên 40 tiếng rồi. Vậy cây này đã xe đầu rễ đâu rồi, nó khô rồi, thì bây giờ mình tưới. Thì tại sao mình để đất cao này rất khó tưới? Như hôm qua mình chia sẻ một video mà làm bằng cái lốp xe máy mình be lên đấy, bởi vì cái đất của mình đây là đất rác, mình đắp cao lên, một thời gian nó sẽ lún xuống. Với đắp cao lên này tưới, nếu mình tưới bằng cách ổ ạt, tưới bằng máy phun hoặc tưới cái nó chảy ra, nó rất khó tưới, cho nên mình có thể mình dùng tạm một cái thùng mình tưới. Đây, cây này đã xe rồi các bạn nhé. Cây đã bắt đầu héo, chứng tỏ đã thiếu nước, thì dưới rễ đã bắt đầu là nó xe lại. Thì bây giờ mình quyết định mình tưới dành riêng 2 cây này. Thì hôm đấy mình thay chậu 2 cây sim và 1 cây tai chua. 2 cây sim và 1 cây tai chua chưa cây nào mình tưới, bây giờ mình bắt đầu tưới. Còn vừa rồi mình trồng một số cây phôi, cây dưới phôi. Vì thời gian đấy đất rất ẩm, mình không tưới, mình bọc luôn vào và 10 năm, 20 ngày sau nó vẫn nhú. Ui, rễ này. Mình chưa lấp rễ, bây giờ mình tưới. Bởi như mình vừa nói là mình cái này nó hơi khó tưới các bạn ạ. Bởi vì mình để đất rất cao. Nếu mình tưới, mình dùng máy bơm nước, mình tưới đồng loạt thì chắc chắn nó chảy đi. Cho nên bây giờ tạm chịu khó vất vả tưới bằng cái bình nước, cái thùng Ura, ta tưới nhẹ nhàng để cho nước nó thấm. Bởi bây giờ mình để nó mấy ngày rồi, hơn 2 ngày rồi, rễ đầu rễ xia. Bây giờ mình tưới thật đẫm để cho nó thật thấm, nó chảy ra rồi sang tưới khác, tưới đi tưới lại như vậy mà thôi. Mình đã sang tưới cây bên này thì mình tưới xong, sáng mai xem các bạn xem nó có lá tươi không. Đây, cụ thể cái lá này nhá, cái lá và bông hoa nó héo rồi đấy, mình thử tưới xem ngày mai nó có tươi không. Bây giờ mình dừng video, mình tưới xong, các bạn xem mình tưới như nào. Khi chúng ta tưới thật đẫm, mình chỉ cần tưới đẫm thôi. Vừa rồi cái lá này nó hơi cong xuống, mình tưới đẫm một cái đầu ngọn đã đứng lên rồi các bạn ạ. Mình tưới thật đẫm một lần nhé. Ví dụ mình thay đất được 1-2 hôm, mình tưới thật đẫm một lần, rồi kệ đó. Đây mình tưới đẫm, mình tưới bằng cái bình thùng nước. Mình tưới làm sao nó rõ xuống dưới đáy chậu thì thôi. Rồi. Đây mình tưới rõ rồi. Mình tưới thật đẫm. Vậy đây cây này nó có đặc điểm, nó có bông hoa kia, bây giờ nó vẫn rủ xuống. Liệu mai nó tươi lên không thì không biết. Nhưng chắc chắn đã bị thiếu nước rồi. Thì cây bên kia là cái lọc non đã gì nhỉ? Nó ngọng lên rồi. Nó ngóc lên, chứng tỏ là nước đã có tác dụng, chỉ cần trong một lúc thôi. Vậy tại sao mình không tưới ngay? Bởi vì các rễ này chúng ta vừa thay đất, nếu mình tưới ngay không may nó bị nhiễm khuẩn. Còn mình tưới một đợt thật đẫm bao giờ thì nó bị xe rồi, cho nên nó không lo. Và mình tưới thật thật đẫm thì cái đất nó dễ ở trên, nếu không may nó úng thì nó úng một chút thôi. Đặc biệt cái đất này của mình thì không lo úng các bạn ạ. Nó đất nó là rác cho nên không sợ úng. Nếu như đất hơi ẩm, chúng ta bóp loại rác này, mình bóp mà hơi ẩm ẩm vào mà mình dồn chặt tất cả các khe rãnh của cây thì mình không cần tưới đâu. Mình ví dụ như cây mình trồng mới, mình dâm
và mình thay đất hôm nọ đây. Thì vẫn là cây này. Các bạn nhìn nhé. Cây này, lộc đang phát triển. Một số cây cỏ dưới mà khỏe quá. Mình vẫn để cái rào cho các bạn thông cảm. Đây. Tất cả các đầu lộc nhỏ đều nhú rồi. Đây. Đang nhú đây. Đấy, đang nhú rất đẹp rồi. Cái mầm nó phải hồng hồng đỏ đỏ. Chứ mầm xanh không tốt đâu. Đây. Mầm đều nhú hết tất cả các đỉnh. Và trong thân. Cái mụn mụn kia kìa. Nó cũng nhú rồi. Đây bên này đều nhú. Đây. Nhú. Đã nhú. Và bên này anh thế. Cái xương cá cũng đã nhú rồi. Ở đây. Mình qua quay cái cây mần. Là màn hình của mình. Còn cây này mình không bọc ra nữa. Mình đã nhú rồi. Đây cây gì nhỉ? Mai chiếu thủy đã nhú rồi nhá. Mình vẫn chưa tưới đẫm đâu. Để bởi vì hôm nay đất đã ướt. Nên mình tưới vừa phải thôi. Còn cây này thì nó cằn quá. Đây. Điểm này hơi nhú nhú rồi. Các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Đây nha. Đấy. Mình không nhớ cây này hôm mình thay đất hôm nào. Đây. Còn cây làm hình nền của mình bây giờ. Lộc đã ra khá nhiều rồi. Đây các bạn nhìn. Hôm mình tuốt sạch lá để mình thay đất. Bây giờ lộc đã ra. Đấy. Thậm chí chỉ cây như này mà mình tuốt lá chưa hẳn đã ra được như này. Nếu để nguyên đất cũ nhưng mình tuốt lá cái mình thay đất. Tận giờ đã ra rồi. Thì bây giờ còn một cây nữa. Mình ra mình cập nhật nốt. Đó là cái cây dối to nhà mình. Xem tình hình nó như thế nào. Mình vừa cởi ra. Cởi cái túi bóng ra. Để mình quay. Không thì nhiều khi mình đến đấy mới cởi thì mất thời gian của các bạn. Đúng ra ấy, như mình làm ấy, những cây dưới to như thế, kể cả cây dưới, một số cây dưới mình 1 tháng rưỡi mình mới cởi ra xem cơ. Nhưng bởi vì mình chia sẻ với các bạn, đặc biệt mình đã bán cây phôi cho các bạn, nên mình cởi ra chia sẻ thường xuyên. Thì cây này khai thác từ hôm 23, 25 tháng trước mình trồng. Hôm nay là mùng 1, cứ gọi là 1 tháng 5 ngày. Thì thông thường mình bọc cái túi ni lông vào, mình tầm 1 tháng rưỡi mình cởi ra cơ. Nhưng bây giờ mình cởi ra thường xuyên để cập nhật, cũng chia sẻ các bạn để các bạn cùng nhau theo dõi. Thì hôm nọ mình quay cái cành này. Thì mấy hôm trước lộc nó nhú. Xong tự dưng mình bỏ túi bóng ra. Thì nó héo. Mình bọc vào. Bây giờ nó lại tươi vàng lại. Đây. Tỷ lệ lộc mọc khá nhiều rồi. Mà lộc vàng nhé. Không phải lộc xanh nhé. Đây các bạn nhìn này. Lộc mọc khá nhiều rồi đây. Những cái ngọn này. Đây này. Biết tí trong này này. Là những cành. À những cái cành này. Nó có những cành nhỏ. Mình gọi là cành đỉnh ngọn nhiều. Mầm ngủ nhiều thì đã mọc. Còn những cành to thì chưa mọc. Đây ở trên này cũng có một số cành nhỏ nhỏ đây mọc dần rồi. Đấy. Vậy những cành dưới này nó mọc khỏe hơn. Còn trên kia thì chưa mọc. Và mình cũng không bới ra được bởi vì mình buộc vào rồi. Mỗi lần cởi ra buộc vào rất là phiền. Trên này có một ngọn đây. Nó mọc rất khỏe nhưng mà... Đây, một số ngọn trên này này. Trên này thì mọc chậm hơn. Ở trong này có một cành con đã mọc. Mình đưa vào điện thoại mong các bạn thông cảm nhé. Đây. Mình thấy chưa nhỉ? Đây này. À đây, à đây rồi, rồi. Tay mình không cho vào được. Đấy. Ở trên nữa cũng có một số mầm mọc thì không thể nhìn được các bạn ạ. Bởi vì mình không muốn cởi ra nữa. Để mình nhìn bốn xung quanh xem. Còn cành nào mọc nữa không? Vậy khi mình ươm xong. Nếu như là cành to thì tốt nhất hàng tháng trời chúng ta chẳng nhìn làm cái gì cả. Đây, đây có một cành con mọc rồi. Bởi cây càng to bao nhiêu, củ gốc càng to bao nhiêu, nó mọc càng chậm bấy nhiêu. Cho nên chúng ta đừng có bới ra. Chúng ta động càng nhiều càng hay hỏng. Chúng ta nắm bản chất của nó rồi thì chúng ta cứ từ từ kệ nó. Nó mọc trong túi bóng, chọc ni lông thì nó cũng không sao cả. Nó hơi trắng một chút, xong chúng ta cởi dần. Chúng ta ngày nào chúng ta xem cho động nhiều. Không may nó còn chết. Đây là cành trong túi bóng. Nó mọc như vậy. Nó hơi vàng vàng, cánh trắng. Còn chúng ta xem cái cành ở thấp. Cái cành mình trồng nó ở ngoài túi bóng. Mình vẫn che. Gai. Rào gai lại. Không thì gà nó. Nó bới. Để con gà làm tổ. Để mình phải đẹn hòn đá đây. Cành mọc khá nhiều rồi. Mình bỏ hòn đá ra. Chắc con gà nó vẫn không đẻ rồi. Thôi các bạn nhìn thông cảm. Nhìn xuyên qua đá nhá. Đấy. Đây này, à không, không thông qua gai.
Ở đây nó không phải trong túi ni lông cho nên nó vẫn mọc bình thường. Đây, đã xong. Ui dồi ôi. Mình làm ẩu quá các bạn ạ. Đây này, hôm nọ cái nó bị con sâu. Cái dâu này rất đẹp nhá. Mình không thay đất, lười thay đất quá. Dễ hiện tượng nó cứ bỏ cành dần. Đây con sâu này, sâu này. Dẹp sáp, dẹp trắng gì này, đầy này. Nó bỏ cành dần, dẫn đến hiện tượng là hay hỏng quá. Đây lại bỏ cành rồi. Nhược điểm của một số cây nó như vậy đấy. Đây, hoa chào các bạn nhé. À, mình quay sang bên này, các bạn nhìn mặt tiền của nó. Cây nó cứ bỏ dần rồi gà nó đạp, mất nhiều cành quá. Chỉ vì lười thay đất thôi. Cây này nó có cành này hoàn chỉnh này. Một cành như này, một số cành như này bị gà đạp gãy. Cây này cũng thế. Để vừa gà đạp gãy xong nọ này. Phí quá các bạn ạ. Cây dâu này trước hoàn thành phẩm của mình như bao giờ. Mỗi lần bị gà nó phá một lần thế này. Chào các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về vấn đề là thay chậu, thay đất và ươm trồng thì nên tưới như thế nào. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Chúc các bạn luôn làm được những tác phẩm bonsai đẹp, thỏa niềm đam mê mình nha.